đầu trồng trồng rau ở đô thị đó, thì người ta khuyến khích, người ta nói anh đừng có trồng hoa, anh trồng chăm sóc cắt bỏ uổng, anh trồng cái loại rau ăn á, anh trồng lên có lá phải hái vô nông canh ở năm có lợi hơn cái đằng kia anh vô coi như nó tốt rồi cắt bỏ lùm xùm quá mình cắt bỏ. Trồng rau dền, rau mà thơi, để cắt hái cho ăn. Nó có cái cây và cái kỳ diệu á, em biết không? Cây kỳ diệu á, cái trái nhỏ nhỏ mà đầu tay nè, đỏ đỏ. Anh gọi vô miệng, anh nhấn nhấn chút rồi cái nắm chặt cho nó không ngọt hết. Cây đó giờ nó cũng bán nhiều lắm. Giờ thấy cái chỗ bán qua kia nó tới nó bán là mấy trăm ngàn. Gọi là cây kỳ diệu hoặc là cây thần kỳ. Cái tên cái thần chùa ha. Tức là nó khoa học cứu nó có một cái chất mà nó làm cho cái tính lừa cái vị giác thật không còn biết cái gì chua. Tức là mà nếu anh muốn bỏ cái vị chua thì anh cho xúc miệng cái đó hết xúc miệng hết cái nóng cái nó đã rồi là vị giác không ăn nó rồi á. Tôi có ăn thử rồi, ăn rồi á sắc nước chanh bỏ vô miệng nhai ngon lành. Kỳ đó cái mấy tay đưa nhậu rượu á, cái đem lại nắp bỏ vào mấy ông mới bóc người trái trái ăn rồi ông cái sẽ rượu không uống rượu đế mà không thấy ngọt ra anh phải uống rượu vậy đó bỏ trái vô cái uống cái rè trời nó chừng sai ông thầy thằng phố với nó phải nhăn mặt á. Yeah.
cứ vô vô cây thật kỳ có khi anh cũng ở ra nó không có nên là có để cây nhập ra cây thật kỳ đó là có thể nó có cái Google nó thấy lắm Google nó thấy nó hay nhất quá. Thank you.
lâu không? Thank you.
thì cũng được. Thank you.